đo lường và cải thiện chỉ số traffic light bằng công cụ Reporting to You. Good morning, Binay. Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Nguyễn Minh Phụng. Và hôm nay trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị sử dụng công cụ Reporting to You để chúng ta có thể xem chỉ số traffic light của mình, cũng như làm cách nào để chúng ta có thể cải thiện những chỉ số đó. Đầu tiên, các anh chị truy cập vào Google và gõ reportingtoyou.com và anh chị sẽ truy cập vào kết quả đầu tiên của Google. Nếu đây là lần đầu tiên anh chị truy cập vào website này thì hãy bấm nút register, nút đăng ký, và chúng ta sẽ nhập email mà chúng ta đã đăng ký với BNI, và chúng ta sẽ nhập mật khẩu để chúng ta có thể truy cập vào ứng dụng này. Sau đó anh chị sẽ tích vào ô chat robot và bấm register. Bây giờ thì Reporting to You sẽ gửi một email xác thực vào hòm mail của chúng ta. Anh chị hãy mở mail của mình ra và mở vào cái email mà Reporting to You gửi qua cho chúng ta. Sau đó bấm vào cái đường link xác thực để chúng ta có thể xác thực được tài khoản của mình. Ok, sau khi xác thực xong rồi thì anh chị sẽ bấm vào nút login để chúng ta tiến hành đăng nhập. Và anh chị sẽ sử dụng cái email lúc nãy cũng như cái mật khẩu lúc nãy để đăng nhập vào hệ thống. Bây giờ thì chúng ta đã đăng nhập thành công. Anh chị để ý góc trái cái hàng cuối cùng. Ok, sau khi anh chị đã bấm vào cái hàng bên trái cuối cùng rồi thì đây là cái giao diện mà chúng ta có thể xem được chỉ số traffic light của mình. Các anh chị sẽ để ý thấy ở trong cái màn hình này thì chúng ta sẽ có hai con số 75, một cái nhỏ và một cái lớn. Cái số 75 này thì nó biểu thị cho là cái chỉ số, cái điểm traffic light hiện tại của chúng ta. Và cái nhỏ nhỏ này có nghĩa là cái điểm của tháng trước. Ở đây anh chị có thể thấy là đây là tháng 7 của năm 2022, là tháng trước. Hiện tại là tháng 8 năm 2022 thì cái chỉ số này nó to hơn. Và anh chị thấy là cả hai tháng thì tôi đều được 75 điểm ha. Thì nó sẽ hiển thị cái điểm traffic light của mình ở đây. Và chúng ta sẽ cùng đi xem những cái chỉ số tiếp theo. Phía bên này của màn hình là chỉ số referral. Thế thì cái điểm hiện tại của tôi đang là 51 lượt referral. Thì nó hiện màu xanh nè, có nghĩa là đang là ok rồi. Màu xanh đang có được là 20 điểm. Và cái chỉ số kỳ vọng ở đây là 47 điểm. Thì chúng ta đang có 51 trên 47 thì chúng ta đã vượt qua cái con số kỳ vọng này rồi, thì chúng ta sẽ không cần lo lắng. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái việc là xem cái chỉ số referral. Bây giờ chúng ta sẽ xem về chỉ số one to one. Thế thì cái điểm hiện tại của tôi là 57 lượt one to one và tôi được 10 điểm traffic light, và cũng là đạt rồi. Và cái chỉ số one to one kỳ vọng ở đây là 61. Như vậy để giữ cái chỉ số này một cách an toàn thì tôi sẽ cần thực hiện thêm là 4 lượt one to one nữa để đạt cái con số kỳ vọng này, và chúng ta sẽ vượt qua để chúng ta có thể giữ tròn 10 điểm traffic light cho cái mục one to one. Và bây giờ cái mục khá là quan trọng, cái mục này thì hầu hết cả tôi và các anh chị cũng đều rất cố gắng để tăng cái chỉ số này ha, đó là chỉ số về khách mời, visitor. Thế thì cái điểm hiện tại của tôi đang là 6 khách mời, đang là số 6, thì chúng ta được là 10 điểm ở đây, và nó đang là đèn vàng chứ không phải là đèn xanh giống như lúc nãy nữa rồi. Và để mà chúng ta có thể vượt qua cái điểm này, ví dụ chúng ta muốn là đạt 15 điểm cho cái chỉ số khách mời này, thì ở đây nó có gợi ý cho chúng ta là cộng 6, có nghĩa là chúng ta sẽ cần cố gắng mời thêm 6 lượt khách mời nữa thì chúng ta sẽ được 15 điểm, và chúng ta sẽ tăng thêm 5 điểm. Và để được đèn xanh cho cái chỉ số khách mời này thì chúng ta sẽ cần cố gắng thêm là 12 khách mời nữa thì chúng ta sẽ được 20 điểm, thì chúng ta sẽ được là đèn xanh. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái chỉ số khác, là chỉ số về học tập, Chapter Education Unit. Hiện tại thì cái điểm số hiện tại là đang là 46 điểm. Thì cái chỉ số kỳ vọng là 46 điểm thì chúng ta đạt là 10 điểm traffic light cho cái chỉ số học tập này rồi. Về thank you note, hiện tại cái chỉ số này nó đang là thấp, là cái chỉ số hiện tại này nó không phải là màu xanh giống như lúc nãy nữa, nó đang là màu xanh giống như lúc nãy nữa mà nó đang là màu xám luôn rồi. Thì chúng ta được là 0 điểm về cái chỉ số thank you note. Và
để mà được 5 điểm cho cái thanh kiều note này và màu là màu đỏ thì tôi cần phải có thêm là 28 triệu tiền thanh kiều note nữa. Và để được đèn xanh là 15 điểm cho cái mục này thì tôi cần phải cố gắng thêm là 228 triệu 120 ngàn nữa. Người ta thanh kiều note cho tôi là 228 triệu nữa thì tôi sẽ được là 15 điểm cho cái chỉ số traffic light ở cái mục là thanh kiều note này. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có chỉ số là hiện diện và chỉ số là đi trễ. Đó, hiện tại là không có vắng và cũng không có đi trễ nên là tôi được là tròn 15 điểm cho mỗi mục này. Ok, thông qua cái việc là xem cái chỉ số báo cáo của cái phần mềm Reporting to You này thì chúng ta đã biết được là chỉ số hiện tại và tháng trước của mình cái điểm nó như thế nào. Và ở từng cái mục này thì cái chỉ số hiện tại là bao nhiêu và chúng ta cần phải cố gắng là bao nhiêu để cải thiện từng cái màu đèn của từng cái KPI này thì chúng ta sẽ cải thiện được cái traffic light tổng của chúng ta. Ngoài ra thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị thêm một cái mục nữa. Đó là cái quá trình cả nguyên những cái tháng trước đây. Thì anh chị sẽ bấm vào cái mục giữa này nè. Thì anh chị sẽ thấy là cái biểu đồ của những cái tháng trước, của những tháng trước chỉ số về trao referral nè, về được nhận referral nè, rồi cái quá trình học tập nè, rồi quá trình mời khách nè, rồi cái quá trình là one to one nè, rồi cái chỉ số là cho đi nè, rồi thêm nữa là chỉ số về traffic light của từng tháng. Đó, traffic light của từng tháng nó đang đổi màu dần dần, anh chị cũng có thể thấy đấy, cũng có thể thấy. Thì như vậy là chúng ta có thể kiểm soát được cái màu traffic light của mình ở trong chapter và chúng ta có thể cải thiện cái công việc kinh doanh của mình trong BNI. Và rất cảm ơn các anh chị đã xem hết clip này. Và nếu các anh chị cảm thấy video này hữu ích thì hãy cho tôi xin một nút đăng ký kênh. Cũng như anh chị có thắc mắc hay là cần giao lưu trao đổi gì đó thì hãy để lại phần bình luận ở clip này, tôi sẽ liên lạc lại với các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã xem clip của Nguyễn Minh Phụng tại chapter Clarity Chapter. Cảm ơn các anh chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.